mọi người ạ, đây là một video dành cho những anh em nào mà có cái nhu cầu lắp đặt cái hệ thống mạng LAN mà trên 500m, hệ thống mạng LAN cáp quang trên 500m. Đối với cái hệ thống mạng LAN thì LAN quang thì nó cũng tương tự như LAN thường, tuy nhiên có một cái điều mà nó khó khăn hơn cả, đấy là cái mà LAN quang chi phí nó tốn kém hơn so với LAN thường. Tuy nhiên cái ưu điểm của nó là gì? Thứ nhất là LAN quang cho phép anh em triển khai rất là xa. Những cái thông số ở trên cái thiết bị thì nó cho phép anh em kéo khoảng 25 km. Đấy, 25 km mạng LAN quang. Cái thứ hai nữa là sự ổn định của nó rất là cao. Đây là hai cái điều mà hai cái nguyên nhân chính, hai cái ưu điểm chính của cái hệ thống mạng LAN quang. Để mà triển khai được cái hệ thống LAN quang thì anh em sẽ phải thực hiện những cái điều như sau. Sự cố hay gì đây? Vừa mới tin nhắn sự cố anh em ạ. Cái nguyên lý hoạt động của hệ thống mạng LAN quang như nào? Đầu tiên anh em có một cái dây LAN 1m nhá, cắm từ modem chính cắm đến cái bộ chuyển đổi tín hiệu quang đầu tiên. Xong cắp quang cắm từ cái bộ chuyển đổi tín hiệu quang đầu tiên, ông chạy. Xong chạy đến cái điểm mà mình cần lắp cái hệ thống wifi phụ ở đấy. Nó sẽ cắm vào cái bộ chuyển đổi tín hiệu quang thứ hai. Từ cái bộ LAN thứ hai có một cái dây LAN 1m cắm sang modem phụ. Như vậy là chúng ta đã hoàn tất cái quá trình mà lắp đặt một cái hệ thống mạng LAN quang. Ngày hôm qua thì khách hàng có gọi vào bảo vào đây để lắp đặt hệ thống cho nhà khách hàng, bởi vì nhà khách hàng này có một cái modem chính ở nhà rồi. Xong đi qua một cái ngọn đồi để lắp ở trong trang trại, và khách hàng có hệ thống sẵn rồi, và chúng ta chỉ cần bấm đầu, xong chúng ta kết nối đến cái hệ thống thôi. Thì mình đã chuẩn bị hai cái dây LAN này, hai bộ chuyển đổi tín hiệu quang này, đầu bấm phát connect và một cái modem phụ. Như vậy là chúng ta đã có thể thực hiện được cái hệ thống mạng LAN. Theo dự tính thì mình sẽ triển khai cái thuê bao này khoảng tầm 30 phút thôi, bởi vì đường dây là khách hàng đã đi sẵn rồi, mình không phải làm cái gì nữa, mình chỉ có đến để cấu hình cài đặt cho khách hàng là xong. Nếu mà anh em nào mà kéo mạng LAN mà lớn hơn 100m thì anh em nên nghiên cứu và sử dụng hệ thống mạng LAN quang. Còn nếu mà anh em nào mà dưới 100m thì anh em cứ sử dụng cái sợi dây LAN thường, dây LAN 8 sợi là ok. Hoặc hiện nay thì có cái sợi cáp 4 sợi, nhưng mà cái sợi cáp 4 thì nó sẽ không truyền tải được quá 100m, cho nên anh em lưu ý khi triển khai hệ thống mạng LAN quang, LAN thường. Cái sợi cáp 4 nó chỉ được dưới 100m thôi anh em nhé, còn nó sẽ không vượt quá được cái ngưỡng 1000m. Đây là cái đường đi lên trang trại nhà khách hàng này.
nhưng mà mình nhà khách hàng ở bên góc bên dưới và mình sẽ phải cài, mình sẽ đấu nối ở góc bên dưới trước. Sau tí mình sẽ đi xe máy lên trên này để mình triển khai nhá. Tức là cái hệ thống mạng LAN của nhà khách hàng này, khách hàng bảo là băng qua một cái quả đồi, băng qua một cái ngọn đồi và trong vào trong đấy. Đôi khi muốn qua thăm em nhưng ngại vì cầu tre lật léo, tháng ngày tuổi đời trôi theo. Hôm qua mình cũng vào rồi nhưng mà hôm qua mưa quá cũng không làm được. Với lại ngày hôm qua mất điện, ở khu này mất điện nên mình không triển khai được. Và hôm nay mình triển khai sau. Đôi khi muốn qua thăm em nhưng ngại vì cầu tre lắt léo. Bác ơi, chưa thấy cái đường dây đâu nhỉ. Đừng chi em ơi, khi mùa lúa chín bên trong. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngại vì có chân. Đây mình sẽ thực hiện bấm cái đầu phát con ếch ở đây. Chỉ số cao thôi. Sáu bốn bảy.
Đôi khi muốn qua thăm em, nhưng ngại vì cầu tre lấp lánh. Ở đây anh em, đây nó có cổng TX và anh em sẽ cắm cái cổng TX vào đây. Đây là cái cổng của cáp quang. Ở đây mình sẽ phải đang rút tạm một cái ổ cắm ở đây ra đó, để mình cắm bộ chuyển quang đây. Đây là cái dây nguồn cấp của bộ chuyển quang này. Cấp nguồn xong thì anh em sẽ thấy một cái đèn sáng nhé. Cố định cái dây vào vị trí này. Còn đây là dây lan 1 mét này. Dây lan 1 mét được kết nối giữa cái cổng quang của cổng lăn mới để kết nối giữa cái model chính đến cái bộ chuyển điện tín hiệu quang này anh em. Nó có cái lẫy cắm này, nó thêm một đèn nữa là ok nhá mọi người nhá. Đấy, à thêm 3 đèn nữa là được. Tí nữa mình sẽ cắm cổng quang vào, nó sẽ thêm 2 đèn nữa. Dây này nó hơi trùng nên mình buộc lại theo cái đường dây điện này.
như cái đường dây là khách hàng đi theo đường này, đi theo cái đường dây điện ở trên này này, đi qua vượt qua cái ngọn núi bên này. Hình như ở trong đấy thì khách hàng làm trang trại mọi người nhá. Làm trang trại cho nên là kéo vào trong đấy để sử dụng cái hệ thống camera ấy. Không dây thì nó sẽ ngốn rất nhiều những cái dung lượng. Một tháng nó cũng phải mất 100 mấy 200 nghìn nếu mà sử dụng bộ phát không dây. Thế nên khách hàng triển khai bằng cái dây cáp quang. Nếu mà đường đi xe máy thì sẽ đi vòng theo cái đường lúc nãy. Còn nếu mà đi bộ thì phải đi vượt cái ngọn đồi đấy. Hôm qua thì nghe khách hàng bảo là đi đường này thôi, nhưng mà em cũng chưa đến nhà khách hàng bây giờ cả, cho nên là không biết là có phải đường này hay không nữa. Hôm qua nghe khách hàng chỉ là ở chỗ này, đi chỗ này. Thôi cứ đi thử xem. Đến nhà em đây rồi. Sửa máy chủ nhật tốt khâu à? Tốt khâu. Hay lái sửa máy đi anh. Vâng. Sửa máy tốt khâu rồi. Ok ok. Vâng. Vâng. Và vâng. Ôi giời. Cái nhà trang trại nhà bác Sáu trong đấy đâu bà giờ. Đi bao hết cái đoạn thẳng thẳng đi xong đi bao đến cái bụng lên còn cái chồng con này xong lên còn cái đặt hàng ghế thằng Bảo Đâm đấy. Vâng, cảm ơn anh. Mày chưa có lá lêu mới bắn cho anh bắn. Chưa lá cái chưa? Chưa có đá chân thì lá lêu à. Alo. Không đi học à? Hả? Thì bây giờ em gửi cho nhóm anh và kim em đi ạ. Ok nhá. Ok anh đi làm à? Anh đang đi làm. Bên anh có mưa không? Có, hơi mưa tí. Bên em mưa to quá. Thế à? Thế không đi học à? Có, chiều em đi học thêm này. Nay không nay nay chủ nhật chứ. Mình thì mình đi làm như này chả biết thứ bảy chủ nhật là hôm nào. Cứ tưởng thằng cu em kia hôm nay nó đi học nhưng mà hôm nay chủ nhật anh em ạ. Đâu nhở? Mình sẽ tìm cái đường dây nó băng qua ở khu này. Ôi ở chung khu này cũng đẹp phết anh em ạ. Người ta trồng rất nhiều cây này. Đường đi vào mùa mưa thì chắc là cũng hơi căng thẳng đấy. Bởi vì đây là
toàn những cái đường đất ra bên tay trái á. Nãy cô bảo là bên tay trái. Mình sẽ tìm cái đường dây mà nó vượt qua cái quả đồi này. Lúc nãy quên đổ xăng rồi anh em ạ. Tí nữa mà không ra được thì bỏ mẹ. Lần nữa đi thẳng lên đây đó, thấy có vết ô tô này, có vết ô tô này khả năng là lên là chuẩn rồi đấy. À đây ô tô chỗ người ta đi làm kéo, chỗ người ta đi làm kéo anh em ạ. Đây hình như là dây điện của nhà ông bác đây này. À đấy đúng rồi, đây là cái dây này. Cái dây vừa mới hôm qua kéo này, đường điện bên dưới. Trong này nghe vẻ đất rất là tươi tốt này anh em ạ. Một số các bác muốn mua ở trong này thì nói chung là không biết giá trong này như nào, nhưng hôm trước cũng hỏi qua thì có một số nơi họ bán cũng mấy trăm triệu một ha thôi, một hecta keo thôi, không nhiều. Còn ở ngoài mặt đường thì rơi vào khoảng 500 600 triệu một hecta anh em nhé. Những cái quả đồi như này này người ta sẽ bán đất kiểu như vậy. Đất ở đây là đất đất 50 năm. Ở đâu nhỉ, không thấy cái đường điện đâu nhỉ. À thì có cái đường nước vào này. Trong này giống như kiểu một cái thung lũng anh ạ. Bảo đây trồng dê, trồng riếc. Ba nhìn nhắm bác sao đây chồng. À chắc là chàng trai lòng nè. Xuân lắp cái wifi. Vâng. À. Má à, xôn đang ớt lòng lêu nữa hai. Lòng lêu ra. Vâng. À, lêu ra, ba đây, đây, cứ lát được rồi. Vâng, vâng. Chỗ này ông bác chưa có cái gì nhưng mà lại lắp wifi vào rồi. Mưa miếc nó cháy mất đi thì nó toang ấy. Ừ, có hệ thống điện đây rồi.
Chắc là ông bác định nuôi dê, nuôi giếc thì sao? Đường vào có cắn quá nhỉ. Alo. Em nghe. Anh bị kẹt máy thôi. Anh xem con này có không để em ấy nhá. Con gì? Dạ. Kẹp máy anh em ạ. Ở đây lại không đủ cắm rồi. Snowball. Đầu bên này thì anh em cũng bấm cái đầu phát xong cắm vào cái cổng của mô của chuyển đổi tín hiệu quang này là được. Thì mấy anh em đo thì nó vẫn có tín hiệu nhá. Ok, tín hiệu ngon này, 15. Tín hiệu âm 15 này. Quá ngon luôn. Khi mà anh em cắm mà cắm cổng cáp quang vào mà mình chưa cắm cái cổng lan thì ở đây nó sẽ sáng là 3 đèn anh em nhé. Nếu mà nó thông lan ấy, nó thông lan sẽ là 3 đèn. Ơ thế không thấy có điện này. Ở đây chỉ như chưa có điện hay sao? Bác cắm điện lên đi con ơi. Vâng. Ở đây mình sẽ buộc cái dây này lại. Buộc theo cái đường dây điện này. Ở đây là chưa có điện này anh em ạ. Ở bên này thì mình cũng kết nối giống như kiểu ở nhà, ở cái
cục phụ thôi. Ông bác cũng đầu tư gớm nhờ, vào trong này đầu tư xây hệ thống các kiểu. Ở trong này hình như là người ta trồng dê, à nuôi dê, nuôi chăn nuôi. Khu này yên tâm rồi, xa dân. Chưa thấy có cắm điện. Tổng là 525 m anh ạ. Đường dây ở đây. Ở đây là vị trí 122 này, bên kia là 647. Cái này to quá nhỉ. Cái bốn dâu này cho vào đây to quá. Thôi mình ra lấy cái hai dâu ở trong này thôi. Cái bốn dâu cũng được nhưng mà nó cho vào đây nó hơi vướng. Lấy tạm cái hai dâu đi. Có bao giờ anh viết được phân thơ? Trước mắt em là biển xanh, là trời rộng. Đêm trăng lên như câu hò em hát. Đối với cái dòng tenda này thì anh em cắm vào cổng van này nhé. Đối với cái mô hình mà nó đang thi công là một cái wifi phụ. Còn là anh em muốn để nó kết nối là mạng LAN thì anh em phải thực hiện tắt DHCP của cái con modem phụ này thì mình mới dùng được. Ở đây mình sẽ cắm, thực hiện cắm cổng cổng WAN. Có điện rồi anh em. Đấy, khi mà anh em rút là nó mất điện đèn này. Đấy. Ừ, tự nhiên là mình lại có một con 1000 ở đây nhỉ. Đây là cái con bộ chuyển quang 1000 anh em ạ. Bộ chuyển tín hiệu quang 1000. 1000 thì nó chỉ có 5 đèn thôi. À 4 đèn thôi. Bởi vì cái tín hiệu mạng là 100 cho nên là nó không sáng đèn 1000.
Chắc đợt trước thì mình nhà kia bị lỗi cho nên mình dùng cái hình như này không có mang đi rồi. À đây, còn một con này. Đây mới chuẩn cái nó này. Đây đủ 6 đèn rồi anh em. Ok, và chúng ta sẽ thực hiện cài đặt. Đây, con tenda đây anh em ạ. Quản lý này. Mật khẩu mình sẽ cho 4 con 6, 4 con 8 đi. Ok. Ổn áp rồi nhá. Vâng. Vâng. Của anh á? Mã nhân viên của anh là gì nhỉ? 07. Từ từ để em ghi vào đó. Em mất điện nhiều quá anh ơi. Bạn đang mất mang mất hết lọc sơn. 07 14 10. Vâng vâng. 07 14 10. Được rồi anh. Nhớ đúng máy nhân viên hoặc số điện thoại được đúng không? Vâng vâng, có hai cái này thôi. Số điện thoại là 0989551556. Vâng, ok anh. Nhá. Vâng vâng. Vâng vâng vâng. Vâng vâng vâng. Đừng có nhiều nhắn tin cho anh nhá, để anh biết nhá. Vâng vâng vâng. Ok. Đây chỉ tiêu cài app On In One này nhá. Đấy là cái ứng dụng, một cái ứng dụng mua sắm mà bên tổng công ty công trình đang xây dựng. Và nếu anh em nào mà có nhu cầu về mua sắm về đồ công nghệ, thứ nhất là đồ công nghệ này, thứ hai muốn bảo dưỡng máy giặt này, nóng lạnh này, điều hòa, thì anh em thực hiện cài cái app đấy về để mình đăng ký. Mình đăng ký và mình mua trực tiếp ở trên cái hệ thống của Viettel. Mình sẽ cho ông bác cái ổ cắm này. Trốn đi vang lên trốn đi sao cái dây bác mà. Vâng trốn đi sáng mà trốn hỏi bộ đi nữa. Hay bác tuổi chít lâu này bác. Đang đi trông cơl. À bác trông cơl lâu nào. Trông cơl hết anh cơl đi. Trông cơl đi mà hát à đi mà. À. Bên Mỹ đang còn lại. À.
Ra đây nhà phải chỗ bu ổn nữa rồi. Đây cam. Vâng. Nghe xôi ngược ác ở ứa ẩn. Đây cam nó đưa vào máy vừa ngay ngài chăng. Thế mà con cá tuổi cá nhà, cá mơ, cá đó mà. Cái này bác bao nhiêu tuổi cá hả nào bác nhỏ? Cái này xa dần thì nhưng xa dần thì tốt ạ. Vâng. Hay nên là cái đó lù bo là bầu xá hả bác? Bầu xá. Bầu xá cái này. À. Mình nghĩ có hỏng hiếc chứ nhá bồ giờ. Hay nên có khóm nhà không bác? Hăng y khóm nữa này. Không, đi khóm này. Bộ bán cho nhiêu nhiêu một luồng cho. Cái đợt lớp bác lắp cam bắt đuổi nó à? À cam ở đấy. Bác lắp bắt đuổi nó. Cam đuổi Lạc Sơn. À đuổi Lạc Sơn à? Cơm cải thì lăn trong nên là hay bán cái nào bác? Cam. Cam đuổi lúc trước cái nọ đi mua hôm nay cái trưng mạng này khoang mang mưa đó mới này. À, à mình cái tròn này này, cái tròn mà bác à mua đi đó. Một tháng bay đi đó, tháng ạ. À. Tha sửa điện thoại với ông bài đá hả? Dụng à bác đi mua vai à? Bác mua vai để biết lắp á. À, cái bọn xôn là bảy có 9 năm rưỡi đó cái loại đó. À, cái thứ liệt châu hàng đó. Vâng. Cái loại bán nét nào mà nó mà rụng đó. Nét mà bác, cái này hàng chính hãng mà. À, nhớ. Vâng. Còn đi bác khi nào bác la lấy cái hơn mật liều nó quay nữa vét lơi á. Con nó thỉnh bác la lấy cái loài nó y án mà hết cái vong đi rồi mà này. Ừ, hết vong đi ạ. Hết vong hầu hết khổ đi, hầu đường lên thật đấy. Vâng. Đạch cam nữa, đã thể hết mới. Hắn để bên thì chăng cũng có bên hả chăng. Bác hết vong cái bác quen như thế này. À, bác làm cái điểm cao nó ní ní bệnh lên kia mà. Thấy anh bác. Nên nó hùng lắm. Vâng, bác là cái hào mặt á. Mấy cái thì nó còn nét mới. Mà nó có hùng, nó có nó hùng ạ. Vâng. Cái đó mà hal mặt nó rung rung nó. Nó bác nó. Leo trên nhá, cao đến phải ở đây đó. Nó bác cái dập xuân cái hơi xuân đáp cho cái nhà đi nó. Hùng lắm. À, cứ nó cày. Cái này ngay ông bác này nó lắp cái này loài hơn 2 triệu. Cái mặt của xa ni, cái thằng cái mặt xa ni nó còn đương cái trong mặt của ni. Đồ ăn này xuân trong. Ừ. Mà nên đi bác nếu mà áp phải hào mặt y tên mà bác la hào cái y tên hào cái mà cho nó chéo khá bác kêu rằng báo về cho khá đi. Rõ cái buồn mà có ngay đấy tam nếu mà chỉ bảo liều liền có vấn đề liều mấy. Vâng. Tạm thời cho tạm một lòng đi bác nhá. Tạm thời cho tạm một lòng. Giao cái chuyện là ngồi nhà này mà. À. Chủ hết lớp đấy hảo lắp ra rồi. Lắp mảng làn đó bác. Lắp cái gì hảo lắp cái phủ tí nít đâu.
Xuân Đạch mật khẩu 4 con khẩu 4 con sám bác ạ. Cái ghi là bác sao đó. 4 khẩu 4 sám đấy. Vâng. Đấy, chả ấm ấm luôn. Nó khói hồi nó răng nó là nó thật tức. Nó bác, cái loại hao mặt nó bác. Mình cần đi khơi hạ thiểu. Đang là chị. Hào lắp để ăn. Lắp hai ăn. Lắp hai thai ăn. Ồ. Lắp chưa có thua lắp đâu. Cũng lắp vào đầu á, hào lắp cái tháng cuốn. À, cho hào lắp đầu đầu đít ăn. Đây, tốc độ. Đầu đít có thua nó gì? Ồ. Bằng một đem chính 40 mê. Nếu có báo bác một 45 46 47 48 49 50. Lên luôn bác đố lấy cỏ đâu. Ở đây cứ 51 51,9. Liền muốn bác cái này. Cứ nghe cái này. Đồ. Đồ thôi mà này cứ khô thôi. Cho cặp nó hay. Chủ cặp về thì anh này nữa nè. Tuần nữa. Ê nhau. Em hào lắp chung lắp chỉ nhớ. Nào bác. Cơ nào mẹ đây. Sao biết rồi. Hay ạ. Và có vâng được có chuyện khi em quay lại cho. À vâng. Vâng. Đi xuống này giờ. Hùng bác, cái tiêu Hùng, vâng. Vâng, à đấy khi ăn em Linh gọi cho. Vâng. Chủ cái vào rồi cái điện thoại cho bác rất là cảnh. À vâng. 4 con khẩu, 4 con sám bác ấy, khẩu, sám. Khẩu đấy. Vâng. 4, có cũng cần được 4 con à. 4 con khẩu, 4 con sám. 4, 5, 6, 4, 8. Cái giọt là múc cao đi. Với khẳng giọt bị phút quá cơ mình cho. Vâng, cái điểm này ảnh ạ, điểm này nó cao hơn. Hồi bây giờ cũng cơ là này, mùa có thể có mùa à. Bác cũng cơ là mùa khá là hay rồi. Mà trò chuốt không bữa hẳn đó mà. Vâng. Cho Xuân Mạnh đến thôi. Cái này nó ngọt hùng lắm, ngọt mặt nó hùng. Hiện đại, Tổng Công ty Cổ phần Công trình Việt Nghèo hân hạnh mang đến cho quý khách hàng các sản phẩm và gói dịch vụ thông minh và tiện ích nhất. Hệ thống pin năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm tối đa chi phí tiền điện, thậm chí là dư thừa để bán lại cho EVN. Em vừa chờ chưa lười qua trái chỗ nó rút của mày lại chưa? Qua trái chỗ có chuối chưa này? Đằng trước còn có chuối chưa phải không? Cầm bỏ không? Thấy? Đó sao? Chảy một lúc mà. Không, nếu ông chỉ cho nó rất đắng đấy chứ có chuối này. Cái home service của anh là gì nhỉ? Cái home service của anh là gì ạ? Để em vào ấy trước đã. Anh là VT3. Nhưng mà như thế thì khi em nhập thế thì có lọ ăn email của máy đấy. Không. Cái này là home service mà anh. Home service khác. Ừ, home service là tại sao không mình gửi cho anh thì ấy thì anh nhập trên này được. Cái home service này có ấy đâu ạ?
Anh chỉ sợ nó ăn ở trên máy của không, anh. Không, không. Không, anh đọc mật khẩu trên đây. Mật khẩu của anh là gì đấy? Là yên thủy ăn còng chấm 123. Nhưng mà chỉ sợ nó ăn nhập ở trên đấy không? Nó không, không. Anh... Đây là home service mà anh mình ấy mà. Em giới thiệu đúng không? Không, à, tiếp xúc khách hàng, ở đây tiếp xúc khách hàng. Đấy, anh chỉ sợ tiếp xúc khách hàng nó lại ăn vào email của em ấy. Đồng chí. Cái... Nhất là em đọc cho anh cái thông tin để anh nhập trên máy của anh này thì nó ok. À đây, vâng, vâng, đây đây em chuyển cho. Thì là không bị nguy cơ, nhỡ đâu mẹ nó phát hiện ra chết đấy. Vâng, vâng, vâng. Em chuyển ra đây cho anh phát thì để anh nhập. Vâng, vâng, vâng. Đây anh vào rồi này. Vâng, vâng. Đây, đây, đây anh thấy anh vào luôn đi, để em gửi thông tin đây. Cho. Anh đánh đổ rồi, đây. Vâng, vâng. Hai đứa xôn nào không? Hai đứa xôn. Đây. Đang